Vâng, xin chào quý vị khán giả. Hôm nay tôi có di chuyển một cái cây hoa giấy có cái lọng tán khá đẹp đến cho một vị khách. Thì chúng ta cùng xem nhé. Một cây hoa giấy khá đẹp, chúng tôi chuyển đến một ngôi nhà mới. Và bây giờ chúng tôi đang đào cây. Đấy, thợ của tôi đang đào cây để di chuyển cho khách. Cây là cây trên chậu nhá. Còn mấy cây nữa bác nào mà ưng thì đặt gạch cho lên đường luôn. Đây là những cây hoa giấy tím bắc, hồng sen có cả. Bây giờ chúng ta cùng vào xem thợ làm nhá. Sao chả làm được, có gì không làm được, thì chưa chốt cho mấy cái điểm vào. Cái xem vào trong ông bà xem còn cái mẫu sắt mẫu sủng nào dài dài hoặc là ấy để ra để hàn dâu thêm vào phần tường ấy, phần tường rào. Vâng, nhân tiện đây tôi cũng chia sẻ cái giấy hồng cánh sen ấy. Nó có màu hồng tươi tắn rất đẹp. Và đặc biệt của cái hồng cánh sen thì có cái lá. Chúng ta phân biệt bằng cách nhìn lá nhé. Cái lá của nó giống cái lá trầu hơi bóng. Thì anh em có thể là so sánh giữa cái cây hồng cánh sen này với cây tím bắc. Cái lá tím bắc nó nhỏ và nó tròn hơn. Trên bề mặt nó có nhiều lông dày hơn. Thì chúng ta phân biệt như vậy. Đây là cây tím bắc này. Ngọn của cây tím bắc lá nó nhỏ và dăm nó dày. Hồng cánh sen thì lá bóng hơn chút, dăm cũng dày và hoa cũng siêu hoa. Đây là bóng của mấy cây hoa giấy. Chúng ta có thể cây đặt chỗ khu vực bàn trà uống nước ở ngoài sân thì rất hợp lý. Đây thợ đang đào để nhổ cây ra khỏi chậu. Bởi vì ông khách VIP kia, ông áo xanh ấy, ông khách VIP của tôi là ông ấy chỉ lấy cây không lấy chậu, ông trồng đất. Ông đập chậu ông cướp mất cây rồi. Bỏ chậu, bỏ dàn lấy mỗi cây rồi. Có lấy dàn không? Lấy dàn. Rễ này thì không sợ. Này nếu mình giờ đi khéo còn chả có bó bầu. Ừ, nó bầu không nói thế thì chặt lắm, bầu chặt cứng ra này mà dễ nhiều này, không có đám cưới đâu, đám này không đám cưới, cưới xong là xong nó ẩm mất là quán cơn nha. Cây này thoát thân hơn 2 mét nhá, đặt ở vị trí chỗ sân ấy, đi lại xe ô tô đi bên dưới không sợ, người đi không sợ cộng đầu. Ba cây này cây nào bộ lọng cũng đẹp. Giá thì cũng vừa phải yêu thương, cho nên là anh em nào mà thích thì cũng đến bê luôn, để lại luôn cho 2 cây còn lại nhá. Đoạn sau clip tôi sẽ quay lúc trồng cây ở nhà mới cho khách. Thì đây là anh Xuyên, chuyên thiết kế thi công nội thất trang trí, thiết kế nhà và kiêm xây luôn, kiêm trọn gói từ A đến Z một ngôi nhà. Mẹ này không có sắt thì không biết sắt thì không ngày xưa. Anh Xuyên là xuất thân từ ngành hội họa kiến trúc, cho nên là anh ấy làm cái mảng thiết kế thi công nội thất
nhà cửa trang trí không gian là rất hợp, rất nhiều việc. Công ty chủ yếu làm ngoài Hà Nội là chính nhá, nhưng mà bất kể mọi miền tổ quốc anh em nào mà cần thì anh Xuyên anh vẫn cung cấp dịch vụ. Nhìn anh nghệ sĩ nhỉ, thôi thế này thôi, sau tí cậu đến mình nhắc phải cắt đấy à. Trường ông Hàn là Hàn rất kỹ. Hàn chắc quá. Đố là vì đố kinh. Hàn chắc quá. Ông như này yên tâm. Sao phải sơn những màu trắng, bánh như sao sơn. Khách hàng sử dụng yên tâm. Để luôn này đẹp. Sơn như này này. Ừ, để luôn cả cái khung này đẹp. Không dùng máy mài được đâu. Đây là vấn đề, đây là thủ dân. Đây là mất 50. Mình biết cây thế, mình biết là mình biết cắt này của ai. Cái đấy không cắt đâu, bây giờ ăn được, vậy mà làm được mặt. Mình gãy được đâu. Mình gãy này một phát là lên, mình đi ăn giờ gãy. Gãy, chứ đang anh chọc xuống, không gãy được. Đấy. Cái đấy nó đang có dâu này. Cái cây tôi đang quay đây là cây hoa giấy tím Bắc nhá, cái loại siêu hoa luôn. Siêu hoa. Đấy, cây này thì nhiều hoa lắm mà nó rất bền. Và cái cây ở đằng sau tôi đang đứng. Còn cây này là cây hồng sen, cây bên kia cũng là cây hồng sen. Có mỗi cây giữa tím Bắc thôi. Giấy hồng sen thì nó siêu hoa, hoa nhiều hơn lá. Đến kia cho tao cái chết rồi không. Chìa khóa cho
Nếu bà nào mà không có chồng nữa thì nát luôn. Có cả dịch vụ bên là chữa bệnh vô sinh nữa. Nắp chẳng hạn không có chồng thì nắp luôn, không vấn đề gì cả. Sau tôi sẽ quy định lại căn nhà này có sao không kinh doanh sân vườn, kinh doanh nhà đẹp. Xin chào mọi người.